Đây là con xe Nhật nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 5 chỗ, số tự động, giá cực kỳ là tình yêu luôn. Em mời các bác ạ. Đây các bác xem, em quay các bác xem nội thất ngay bây giờ. Toàn bộ tình trạng về chất lượng của chiếc xe này thì sẽ được em review ở trong cái clip ngày hôm nay. Các bác cùng xem nhá. Đây logo của xe đây ạ. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Nissan các bác nhá. Có một số những cái phím, có một số tính năng thì em cũng sẽ giới thiệu cho bác luôn. Đây, và tần số của xe đó là tần số tự động, và với động cơ của xe là 2.0 các bác nhá. Đấy, chiếc này được mang tên là Nissan Qashqai. Nissan Qashqai được sản xuất năm 2010 và đăng ký ban đầu năm 2011. Đấy, động cơ chỉ có 2.0 thôi, cho nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó cũng rất là hợp lý luôn cho các bác mình về sử dụng. Đấy, không quá là nhiều xăng các bác nhá. Đấy, gầm cao giống như là một số những cái mẫu xe như là các bác biết là CX5 đúng không ạ? CX5 thì nó cũng là tầm khoảng 2.0 cho đến 2.5. Đấy, CX5 nó sẽ hai phiên bản như vậy. Còn con này của em ấy ạ thì của nó là 2.0 các bác nhá. Đấy, 5 chỗ và nó cũng sẽ to ngang và dài ngang và cũng sẽ cao ngang với lại Mazda CX5 các bác nhá. Đấy, tầm tầm như vậy. Với lớp sơn rất là sáng bóng đẹp đẽ. Và nội thất của xe cũng vậy, rất là tươi tắn. Đấy, nhìn còn khá là mới so với cái đời các bác nhá. Đấy ạ. Trang bị một số tính năng thì tí em sẽ cũng sẽ giới thiệu cho các bác mình biết luôn. Có gì ạ? Thì các bác thấy là có là cảm biến lùi này, rồi có camera lùi này, đúng không ạ? Có gạt mưa sau, có giá lóc. Có na răng, có phanh đĩa, phanh ABS, rồi có gương kính điều chỉnh điện và cũng đã được lót sàn rồi. Đây các bác nhìn xem nhá. Lót thảm trải sàn 5D. Đấy, có khay đựng nước này. Đấy, trần của xe thì vẫn là trần nỉ này, ghế da và lớp sơn là màu ghi các bác nhá. Đấy, mẫu xe 5 chỗ gầm cao. Tắp đi tắp nô của xe nó là bằng chất liệu da, da kết hợp với lại nhựa. Đấy, phần tắp nô đây các bác nhá. Đấy, có hai túi khi an toàn, một túi bên đây và một túi ở giữa vô lăng. Đấy, điều hòa nóng lạnh đầy đủ. Màn hình camera lùi các bác nhá. Rồi có cam hành trình. Rồi có chìa khóa thông minh. Đấy, chìa khóa thông minh của xe đây. Đấy, các bác nhìn thấy là nó không có một cái chìa bằng sắt nào cả đúng không ạ? Đấy, chìa khóa thông minh các bác nhá. Đấy, còn đây là chỗ mình để bật chìa khóa và để lỗ. Đấy, vô lăng đẹp, vô lăng của xe là không bị kém mòn. Đây các bác xem, vô lăng của xe còn đẹp này. Đấy, mặt phím còi của xe quá đẹp luôn đúng không ạ? Và đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc về nhá. Từ Anh Quốc đấy ạ, chứ không phải là từ một nơi nào khác đâu. Cho nên là nó sẽ có sự chắc chắn và bền bỉ. Đấy, mẫu xe mà các bác biết là mẫu xe châu Âu thì người ta luôn luôn thiết kế mà nó cũng sẽ là đảm bảo hơn đúng không ạ? Đấy, xe Nissan nhưng mà được sản xuất ở bên Anh Quốc các bác nhá. Đấy, và phân phối ra một số thị trường, trong đó là có Việt Nam. Đấy, trong đó có Việt Nam. Đấy, bác nào mà mua chiếc xe này đi là cũng rất là yên tâm đây. Vì nó là một cái mẫu xe khá là lành bền, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí các bác nhá. Dòng này đồ đạc phụ tùng sẵn rẻ nhiều. Đấy, và chạy thì rất là đầm chắc, bốc khỏe, êm ái. Ngồi trong xe độ cách âm, cách ồn của nó rất là tốt luôn các bác ạ. Rất là tốt luôn nhá. Bác nào đang quan tâm đến cái mẫu xe đặc biệt bên em, hãy theo dõi và cùng cảm nhận. Rồi mình đưa ra quyết định nhá. Với số tiền các bác bỏ ra là trên 300 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu một cái mẫu xe đẹp như này rồi. Và cụ thể giá các bác nhìn ở tiêu đề hoặc là phần mô tả là mình sẽ biết giá các bác nhá. Để xem thêm video khác, những chiếc xe khác của siêu thị ô tô Hải Dương thì em xin mời các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để cùng đồng hành với bên em trong những cái thời gian tiếp theo các bác nhá. Các bác gần xa trên tổ quốc mình đều mua xe bên em được, bên em sẽ vận chuyển đến tận nhà cho mà. Còn bây giờ thì em sẽ mời các bác mình xem chi tiết đối với cái mẫu xe Nissan Qashqai 2010 đăng ký 2011 này nhá. Một mẫu xe và còn cực kỳ là đẹp và độ zin thì còn cực kỳ là cao. Đấy, đảm bảo cam kết cho các bác những vấn đề là tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích, giấy tờ an ninh pháp lý đảm bảo cam kết bằng văn bản để cho các bác yên tâm. Đấy, như con này của em đấy ạ, là cái củ máy củ số của xe là vẫn còn zin nữa cơ. Đấy, hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc xe đời không cao mà còn giữ gìn được như con này đấy ạ. Thì cũng khá là ít đây. Khá là ít. Ít thôi nha, chứ còn thì không phải là không có.
Đây bây giờ nha các bác nhìn xem là cái những cái phần mép cánh cửa toàn bộ là keo chỉ của nó vẫn còn này. Đây mép cánh cửa đây các bác nhìn xem. Đấy, phần gioăng cửa của xe là cũng vẫn còn nguyên nhá. Đây, vẫn còn nguyên đây đúng không ạ? Chỗ này bằng da này, chỗ này cũng là bằng da nhá. Thiết kế chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Theo xe nha các bác. Bốn kinh nhựa lên xuống nhanh và êm nhẹ. Đấy các bác nhìn xem những cái hồ nhựa đồ da của xe này các bác nhìn này. Đấy, còn rất rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Những cái phần vách cửa, khe mép các thứ của nó là không bị mục mọt các bác nhá. Không bị mục mọt. Đây ạ. Đấy. Em quay kỹ. Các bác xem trên video này mình cũng đã lắm được về tất nhiên cũng không phải là 100%. Đấy, nhìn tất nhiên là nhìn trên đây cũng không phải là 100% là mình cảm nhận hết đúng không ạ? Tất nhiên thì em giới thiệu cho các bác mình cái hình thức thôi, còn những cái mà các bác mình biết về muốn biết thêm về tất cả mọi thứ thì em mời các bác mình đến thử xe, chạy thử cảm nhận. Đấy các bác nha, đến trực tiếp luôn. Bây giờ thì em đang quay hình thức cho các bác xem đây. Đây là cái táp lô nha các bác nhìn này. Bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe từ lúc mới. Và các bác nhìn xem vẫn còn cực kỳ ok nhá. Chỗ này này bẩn thôi này. Đồ nhựa đẹp này. Đồ nhựa những cửa gió xe là nhiều con gãy vỡ rồi. Con này của em chưa bị gãy vỡ luôn. Đấy màn hình giải trí kết hợp cam nùi. Đây em vặn cái này lên nhá. Đấy, phải đạp phanh được cơ. Phải đạp phanh được cơ nhá. Chứ còn này vặn này là không được nhá các bác. Củ số đây, các bác nhìn xem củ số cũng đẹp, cần số đẹp và vô lăng cũng vậy, còn đẹp do chiếc xe sử dụng ít, lăn bánh ít, vần và cầm nắm ít cho nên là nó mới được ok như vậy đúng không ạ? Còn đây là cốp đồ nha, ghế da loại xịn luôn các bác ạ, đấy, ghế da còn mới loại xịn nhá, loại xịn đấy ạ, đây, vỏ vẻ của dòng xe này thì nó rất là cứng các bác nhá, rất là cứng luôn. Đấy, em rất thích vỏ của những cái dòng xe nhập như thế này. Đã cứng lại còn bền nữa cơ. Dạ vâng, ok ạ. Bây giờ nhá, thì các bác lại đón xem cho em những cái vị trí tiếp theo. Đây là cái cánh đằng sau này. Đấy, cửa của dòng xe này được thiết kế rất là hay. Là chỉ nó nằm ở xung quanh bốn cánh luôn. Bốn mép luôn các bác nhá. Đây, cái phần đồ nhựa, đồ da của nó này các bác nhìn này. Rất là chuẩn chỉ đúng không ạ? Không bị xấu. Đấy, nội thất rộng nhá, không bị chật hẹp giống như là một số những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ khác đâu các bác nhá. Đây. Vị trí này các bác nhìn xem. Còn ok đúng không ạ? Gioăng đẹp nhá. Gioăng mà kéo từ trên này cho đến xuống dưới kia, từ dưới kia lên trên này đúng không ạ? Còn hoàn toàn đẹp, không có bị rách. Lốp còn tạm tạm không nhá. Nhìn được vẫn còn dày đây. Chạy thoải mái luôn. Con này được có một cái lợi thế đấy là chiếc xe mang biển số Hà Nội 30F. Đấy. Bên này rất là giá trị đây. Đấy, giá trị cho tất cả các tỉnh. Đấy, trong đó thì có cả Sài Gòn. Đây nhá, khu vực phía sau em mời các bác xem nốt. Đây ạ. Và lốp phòng của xe được đặt ở dưới nha các bác. Ở chỗ này được thiết kế có một cái tấm ngăn giữa khoang đồ và khoang hành khách. Đây, tấm nỉ vẫn còn nguyên luôn. Bác nào không thích thì mình bỏ tấm nỉ đi được nhá. Đây là phía sau khi đóng cốp xuống. Đây em mời các bác xem. Đèn trước đèn sau đẹp nha các bác. Bên em các bác thấy thì rất nhiều xe đẹp, rất là nhiều xe chất lượng đăng lên đưa lên cho toàn thể các bác xem. Bên em chỉ bán xe đẹp thôi nhá, tuy rằng là đời thấp nhưng phải là xe không lỗi, phải là những chiếc xe cứng, phải là những cái mẫu xe mà nó chạy ít đấy ạ. Và những cái mẫu xe mà chạy nhiều thì thường thường em hay bán cho thợ, hay bán cho thợ nhá, để thợ về người ta dọn lại và người ta bán các bác nhá. Đây các bác xem thêm này. Đấy, bốn kính điện được nằm vào đây. Tay nắm cửa để mình bám đây. Đấy, tay mở cửa không gãy vỡ gì nhá.
và gương điện của xe được làm bên đây các bác nhá. Đây gương điện đây. Đây mở xăng, mở capo đây. Và đây là cửa gió này. Cái này là cái vị trí báo cảm biến các bác nhá. Đây chân phanh, chân ga đây ạ. Chúng ta là đủ hết, đầy đủ hết. Em thì luôn luôn rất nhiều kỹ như vậy. Nói thì đôi khi là tất nhiên cũng có một số những câu từ nó hay đi lặp lại, nhưng mà cái mục đích ở đây em muốn đưa lên và muốn cho cung cấp cho bác mình những cái thông tin làm sao nó giá trị nhất các bác nhá. Đây các bác xem. Đấy. Ok chưa? Những cái đồ nhựa đẹp nhau, cái đồ nhựa bên trong bên ngoài của xe là không bị kém, không bị ố nhá. Kiểu đồ nhựa nó bị hoa khôi hóa đấy ạ. Đấy, tem của nó vẫn còn này các bác. Bánh cửa đây. Cột kèo của xe đinh tán là không mất một đinh nào luôn, không mất một cây đinh nào hết các bác nhá. Đây, cửa đóng chắc và êm. Đấy, chắc và êm nhá. Có nút bấm một chạm ở bên ngoài cánh cửa đây, tay nắm bám cửa đây. Đấy, khi mình muốn mở cửa hay chốt cửa chỉ cần bấm vào đây thôi là sẽ tự động chốt lại các bác nhá. Đấy, khi mà em đóng cửa lại và cho cốp xuống thì hình dáng của chiếc xe nó sẽ như thế này. Đấy con xem. Đấy, nhìn cũng cả dáng dấp của xe khá là xinh đúng không ạ? Đấy. Nhìn không phải là cổ kính quá đúng không ạ? Đây vỏ xe nha, em vỏ cho bác nghe này. Đây vỏ khá là cứng luôn. Lốp đây, giả lốp của xe thì nó cũng đều đều như nhau đấy ạ. Đều đều như nhau nhá. Đấy, kính của xe thì không xước và đã được bọc dán xung quanh kính rồi. Vâng, bây giờ em mời các bác xem lại một chút từ cái khu vực này xuống nhá. Đèn của xe thì các bác thấy là có đèn bi cầu rất sáng vào ban đêm. Sơn xi của xe thì bóng cả con, bóng đều cả con các bác nhá. Đấy, gầm đẹp thì em cũng sẽ mời các bác xem gầm luôn. Em mời các bác xem gầm luôn nhá, gầm máy luôn đi. Các bác ngồi rảnh tay nhấn like, nhấn chia sẻ để ủng hộ cho bên em các bác nhá. Đây là phần cua lốp. Đấy. Biển Hà Nội. Và lại là chiếc xe Nhật nhập khẩu cho nên là sẽ khó để mà mục một các bác nhá. Theo năm tháng thì nó sẽ có một vài đốm gọi là han han thôi. Mà cái han han đấy các bác về mình gọi là xịt sơn một cái là được. Máy động cơ của xe là 2.0. Tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, máy đẹp, máy zin. Máy số hoàn toàn là đã được bên em kiểm tra. Đấy, cho nên là mình thực sự là yên tâm về chất lượng máy số của xe nhá. Tất nhiên là hình thức là một chuyện, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là máy và số đúng không ạ? Đấy, cabo đây ạ, lỉ đây, tem đây nguyên này các bác này. Đấy, đèn ở bên đây nữa đây, qua đèn bi cầu giống bên kia các bác nhá. Đấy, lốp là răng đây. Các bác mua mẫu này yên tâm dùng, không lo lắng, không phải suy nghĩ gì về chất lượng của chiếc xe. Hình ảnh video clip em cũng đã quay cho các bác xem rồi. Những cái các bác không nhìn thấy bên em sẽ đảm bảo để các bác yên tâm trước khi mình di chuyển từ nhà đến với siêu thị bên em. Đấy là tem năm kiểu này. Đấy, giá lóc đây, cột kèo đây. Đấy. Khung cánh đây. Đồ nhựa của xung quanh cánh của xe còn đẹp các bác nhá. Cánh bên đây là cũng có một cái nút bấm từ nha các bác.
Vâng, như vậy là đã xong cái phần bình trước. Lốt các bác ngắm phần gầm này. Đây là phần gầm nữa đây các bác ơi. Rồi ok nhá, thì chiếc xe này em Trâm cũng đã giới thiệu quay chi tiết đầy đủ cho toàn thể các bác biết, các bác ngắm. Mọi thông tin thắc mắc xin các bác hãy liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại, 2 số ở trên biển đây, và có một số nữa em đọc cho bác mình luôn là số 0335 838389. Hãy kết nối Zalo cho bên em theo 3 số điện thoại đó để được tư vấn, để được chốt xe các bác nhá, để được chốt xe. Các bác cứ alo cho bên em nhá, đừng ngại, mình cứ nhấc máy, không tiếc gì là 1-2 phút điện thoại cả, đúng không? Đấy, mình nhanh tay nhấc máy để chốt ra đẹp, sẽ có giá thật đẹp cho toàn thể các bác mua. Bên em sẽ tính toán làm sao để cho bác mình giá tốt nhất các bác nhá. Về vấn đề ship xe, chuyển xe là bên em cũng hỗ trợ này, rồi sang tên đổi biển công chứng ủy quyền rút hồ sơ là bên em cũng hỗ trợ cho luôn này. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm các bác nhá. Dạ vâng, video này em đã quay xong, xin được tặng dừng kết thúc. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.